Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ bộ vào cái gít vào vành cổng á, tôi tiếng Việt vành cổng ấy. Cái này nó có hai loại, loại là ra sinh tim và ninh ra sinh tim. Ra sinh tim là cái cụm này nè, khi mình đóng mở thì chỉ lên xuống, còn ninh ra sinh tim á là mình đóng mở thì mình chỉ biết về cái chỉ thị nào thôi, còn cái này nó giữ nguyên, nó vị trí nó không thay đổi đó. Mày làm xe để mình nhận biết được nó là ra sinh tim hay ninh ra sinh tim thì mình cứ đóng mở van thử mình biết. Mình đo cái khoảng cách đây nè, ví dụ như hiện tại là van này đang mở đúng không, mình đo khoảng cách này là khoảng cách này là 65 ly. Có khi mình đóng lại á, khoảng cách này khoảng 65 ly á thì nó là ninh ra sinh tim. Các bạn nhìn đây, bên trong là nó đang mở nha, đĩa đang, cái cổng nó đang mở nha. Đây bắt đầu mình đóng lại nè. Đây đây cho vợ thấy cái, thấy không, này nó đi xuống nè, đó xuống đóng nè, nó đóng lại các bạn lại. Rồi đóng cứng rồi, giờ mình coi thử cái đĩa nó đóng chưa. Rồi nó đóng rồi nè, nó phòng được hết đấy. Rồi giờ mình kiểm tra thử cái khoảng cách là nãy là 65 ly đúng không, đo lại nó đúng 65 ly hay không. Nó đúng 65 là cái này là loại ninh ra sinh tim. Rồi các bạn thấy không, nó vẫn là 65 ly ấy, thì nó là loại ninh ra sinh tim. Ok, hôm nào mà tôi nó vừa mà nó có loại mà ra sinh tim á thì mình sẽ nói sơ bộ qua, hôm nay nó không có cho nên mình chỉ nói vậy thôi.